Luộc gà phải làm đúng thế này, thịt mới ngon ngọt, chín đều và vàng ươm không bị nứt ra. Luộc gà phải làm đúng thế này, thịt mới ngon ngọt, chín đều và vàng ươm không bị nứt ra, hãy lưu lại ngay. Nhiều chị em tuy đẳng cấp nấu nướng cao, chưa chắc đã nắm được cách luộc gà sao cho ngon và đẹp mắt, chứ đừng nói là với chị em không giỏi nấu nướng. Nhất là khi phải luộc gà vào những dịp quan trọng như lễ Tết để thắp hương thì gà luộc phải có màu vàng đều đẹp, óng mà lại có thể tạo dáng đẹp nữa. Dưới đây là vài mẹo luộc gà vàng ngon và đẹp mắt, các bạn nên lưu lại. Nguyên liệu luộc gà 1,5 kg gà 100 g hành lá 1 củ gừng 1 thìa muối ăn Cách luộc gà ngon không bị nứt ra để có được món gà ngon bạn phải chú ý ngay từ bước chọn gà gà được chọn phải là gà ta phi gà công nghiệp khi luộc sẽ mềm ăn bở thịt nếu bạn mua gà sống thì chú ý những con gà còn khỏe lông có màu bóng mượt và áp sát thân với những con gà đã làm sẵn nên chọn gà có da màu vàng tự nhiên da mỏng đều toàn thân thịt gà săn chắc phao câu nhỏ mỡ gà bên trong không nhiều. Sơ chế gà và nguyên liệu Gà sau khi đã được nhổ lông, làm sạch, giữ nguyên con, sau đó đem sát muối và rửa sạch gà cả trong và ngoài, rồi cho vào rổ để ráo nước. Nhặt ba cọng hành lá được rửa sạch, có thể để nguyên rễ để rửa, rồi buộc túm gọn. Gừng tươi rửa sạch và đập dập, gừng để nguyên vỏ để có mùi thơm của gừng chuẩn bị nồi luộc gà cho gà vào nồi đổ nước vào xâm xấp vào nồi sau đó cho hành lá gừng đập dập và nửa thìa cà phê muối vào nồi luộc gà khi luộc gà bạn chú ý cho gà vào nồi nước khi nước còn lạnh như vậy thịt gà sẽ chín đều từ ngoài vào trong nếu bạn chờ cho tới khi nước sôi mới cho gà vào luộc thì thịt gà không những không chín đều mà da gà còn bị nứt khiến cho thịt gà mất đi tính hấp dẫn khi luộc gà bạn nên để phần bụng gà xuống phía dưới nước cho vào vừa ngập cả con gà là được nồi luộc gà to vừa phải không quá to cũng không quá nhỏ quá trình luộc gà khi nước trong nồi luộc gà đã sôi bạn nên để với lửa nhỏ vì nếu vẫn duy trì lửa to, phần thịt ở đùi sẽ bị co tụt, khiến cho gà luộc xong sẽ rất xấu. Sau khi gà luộc sôi được 5 phút, vặn nhỏ gà xuống hết cỡ, rồi để thêm 5 phút tắt bếp. Vẫn đậy vùng trong 20 phút nữa, sau đó mới mở vung và vớt gà ra ngoài. Để kiểm tra gà đã chín hay chưa, bạn chỉ cần sử dụng đũa xuyên qua thịt gà, nếu đũa xuyên qua dễ dàng, nước ứa ra không có màu hồng thì thịt gà đã chín. Để luộc nguyên một con gà chín đều, có da vàng óng, bạn phải luộc trong thời gian 40 đến 50 phút. Vì vậy, cách luộc gà ngon không chỉ phụ thuộc vào gà bạn chọn mà còn dựa vào thời gian luộc gà. Sau khi luộc gà xong, để thịt gà luộc có da màu vàng tươi, sau khi vớt gà ra ngoài, bạn nên nhúng gà qua nước sôi để nguội, sử dụng nước càng lạnh càng tốt và cho ngay vào đĩa. Chỉ cần thịt gà nguội là có thể chặt xếp vào đĩa, sau đó chuẩn bị đĩa muối ớt chanh là có thể thưởng thức món gà luộc thơm ngon cùng gia đình. Mẹo nhỏ để gà vàng giòn thơm ngon. Khi vớt gà ra, bạn nên cho ngay vào nồi nước lạnh hoặc cho vào rổ inox rồi xối nước lạnh trực tiếp lên. Sờ cho đến khi da gà nguội hẳn mới vớt hẳn ra hoặc không xối nước lên nữa. Nếu không, da gà sẽ dễ bị thâm và khô. Giã nát củ nghệ rồi vắt lấy nước, trộn mỡ gà dã thắng. Khi thấy gà đã ráo nước thì quét một lớp hỗn hợp này gian đều lên phần da gà khi đã ráo nước đảm bảo gà luộc sẽ trông thật bóng bẩy và căng mượt nhìn thật hấp dẫn bây giờ bạn chỉ cần chọn đĩa phù hợp rồi bày lên thôi